kính chào quý vị. Chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng ngày 2 tháng 11. Hy vọng quý vị đang trải qua những thời khắc vui vẻ, thoải mái bên người thân. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đáng quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Em bé Lan Nũ hồi sinh kỳ diệu. Tòa tuyên án vụ công ty AIC vi phạm quy định đấu thầu ở Bắc Ninh. Khởi tố tài xế xe khách chen ép ô tô tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thị trường cá cược về kết quả bầu cử Mỹ nở rộ. Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 11, đồn biên phòng Làng Ho, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp cùng các lực lượng di dời khẩn cấp 13 hộ dân để đảm bảo an toàn. Nguyên nhân là do phát hiện có những vết nứt lớn trên đồi phía sau bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Cụ thể, sáng 1 tháng 11, trong quá trình đi kiểm tra tình hình sau đợt mưa lũ, các lực lượng chức năng đã phát hiện vết nứt rộng khoảng 20cm, có nơi rộng gần 1m, độ dài khoảng 40-55cm. Những vết nứt này cách nhà dân gần nhất khoảng 15m. Hiện có 31 hộ dân với 61 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đe dọa đến tính mạng và tài sản. Đến trưa cùng ngày, các bên đã vận động hỗ trợ di dời 13 hộ dân đến nơi an toàn. Trước mắt, 13 hộ dân sẽ ở tạm trong nhà văn hóa bản Tân Ly, xã Lâm Thủy. Bộ đội biên phòng cũng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm để người dân yên tâm ở nơi tránh trú. Chiều 1 tháng 11 tại Bệnh viện Bạch Mai, cô bé người Mông Hoàng Thảo Ngọc, nạn nhân cuối cùng vụ lũ quét thôn Làng Nũ, tỉnh Lào Cai hôm 10 tháng 9, được xuất viện. Sau 50 ngày điều trị tại đây, sức khỏe của em đã hồi phục một cách kỳ diệu. Em nhập viện trong tình trạng sặc bùn đất trong phổi, đa chấn thương nghiêm trọng. Sự sống của bé có lúc như ngàn cân treo sợi tóc. Sau gần 50 ngày điều trị, hội chẩn cùng các chuyên gia Nhật, Pháp và hội chẩn liên viện, bé Ngọc đã đi lại được, tiếp xúc tốt, thở khí phòng. Các kết quả xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và biểu hiện lâm sàng cho thấy bệnh nhân đã phục hồi tốt. Tôi muốn về đi học cùng các bạn, về nhà đáp ơn cho bà với cậu và em. Bây giờ cháu được khỏe mạnh như này, em rất là hạnh phúc. Hôm nay, cái niềm hạnh phúc, niềm hân hoan của cả bệnh viện cũng như là của gia đình khi nhìn thấy cháu bé lại bước cắp sách đến trường ở nơi Làng Nũ. Toàn bộ chi phí của em bé đã được các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp chi trả gần 600 triệu đồng. Mặc dù thời điểm vào viện, bé không có bất cứ giấy tờ nào để có thể tra cứu bảo hiểm y tế. Nhờ những nỗ lực về chuyên môn và tinh thần hết lòng vì người bệnh của đội ngũ y bác sĩ, cô bé Làng Nũ đã có sự hồi sinh kỳ diệu từ những mong manh tuyệt vọng nhất. Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 1 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên án với 13 bị cáo vụ vi phạm quy định đấu thầu trong lĩnh vực y tế xảy ra tại tỉnh. Trong số này có cựu chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án đồng phạm giản đơn giữa các nhóm bị cáo với nhau nhằm mục đích cho công ty AIC và công ty thuộc hệ sinh thái AIC, các công ty thuộc nhóm công ty Sông Hồng, trúng thầu 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 48,6 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC đang bỏ trốn, 13 năm tù về tội đưa hối lộ. Đối với các bị cáo Nguyễn Nhân Giếng, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Văn Nhường, Nguyễn Hạnh Trung, Trần Văn Tuân khi phạm tội là lãnh đạo tỉnh ngành Bắc Ninh được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên phạt Chiến 54 tháng tù, Quỳnh lãnh án 36 tháng tù, Tuân 42 tháng tù, Trung 24 tháng tù tội nhận hối lộ. Còn Nhường và Sơn bị tuyên lần lượt 26 tháng và 10 năm tù, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo khác từ 18 tháng đến 30 tháng tù. Việc sử dụng ứng dụng VNEID do Bộ Công an cung cấp giúp người dân thuận tiện hơn khi tích hợp cả giấy tờ cá nhân vào ứng dụng này. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại thì nhiều người vẫn chưa tích hợp giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh điện tử này. Việc kiểm tra giấy phép lái xe qua VNEID sẽ có giá trị như giấy tờ trực tiếp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số người vẫn chưa chủ động tích hợp. Nếu mà tích vào như thế thì công an mà có kiểm tra thì cũng vẫn là ok. Nhưng chỉ có điều là em là bằng lái giấy nên em không tích được thôi. Một phần theo quy định của pháp luật, hiện nay việc tích hợp giấy tờ xe vào VNEID là hoàn toàn tự nguyện. Chính vì thế, nhiều người không hưởng ứng và chỉ xuất trình giấy tờ xe bản giấy khi lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt các lỗi vi phạm an toàn giao thông. Thứ nhất là lợi ích cho đối với người dân là việc tích hợp giấy tờ trên môi trường điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân không phải mang theo các loại giấy tờ vật lý, sẵn sàng xuất trình được các loại giấy tờ khi được yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng. Việc tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng VNEID không phức tạp và cần đợi một khoảng thời gian xét duyệt. Nếu thông tin hợp lệ, sau một khoảng thời gian, người dân sẽ nhận được thông báo tích hợp thành công. Năm 2024, mùa hoa dã quỳ tại Đà Lạt và vùng lân cận nở muộn. Như vậy, đến dịp khai mạc Festival Hoa Đà Lạt, loài hoa này vẫn còn nở rộn ràng. Khác với mọi năm, khoảng đầu tháng 10, hoa dã quỳ bắt đầu nở khi vừa dứt mùa mưa. Đây cũng là mùa du khách đến Đà Lạt nhiều để chụp ảnh cùng hoa dã quỳ trong mùa nắng lạnh đẹp nhất của năm. Từ tháng 10 đến tháng 12, hoa dã quỳ nở khắp nơi, khiến Đà Lạt trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách và nhiếp ảnh gia. Mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt không chỉ là cơ hội để chụp những bức ảnh đẹp, mà còn là thời điểm để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, thời tiết. Đây là giai đoạn đẹp nhất để hít thở không khí trong lành và thư giãn. Hoa dã quỳ cũng mọc nhiều ở ngoại ô và các huyện lân cận như Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm. Đây là những nơi ruộng nương còn nhiều hơn nhà cửa. Lái xe khách chèn ép xe tải, một tài xế bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Hành vi xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, được nhận định có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ảnh hưởng an ninh trật tự và thể hiện sự coi thường pháp luật. Theo điều tra, khoảng 12 giờ ngày 19 tháng 10, xe tải từ trạm dừng nghỉ km 23 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai bật xi nhan trái để nhập làn vào cao tốc. Lúc này, xe khách 29G01302 do Đồng Khắc Mạnh Cường điều khiển đi ở làn giữa hướng Hà Nội - Tuyên Quang. Dù xe khách đi từ phía sau đến, nhưng Cường vẫn cố ý điều khiển xe vượt ngang chèn ép, buộc xe tải phải đi vào làn dừng khẩn cấp. Y còn lái lên tạt đầu xe tải không cho xe này đi trước. Sau đó, Cường còn tạt đầu xe tải thêm một lần nữa. Ngày 1 tháng 11, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố Đồng Khắc Mạnh Cường, sinh năm 1987, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, về hành vi nêu trên. Xe buýt đang chở khách bất ngờ leo lên giải phân cách, suýt bị lật, hành khách một phen thót tim. Vụ việc xảy ra tối qua tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 18 giờ 20 phút, xe buýt tuyến 52 Bến Thành Đại học Quốc gia do nam tài xế tên Lê Hoàng Sang cầm lái chạy trên đường Võ Nguyên Giáp hướng vào trung tâm thành phố. Khi vừa đổ hết dốc cầu Rạch Chiếc thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thì xe bất ngờ leo lên dải phân cách bằng bê tông phân chia hai hướng đi. Chiếc xe buýt cày đi một đoạn rồi nằm nghiêng trên dải phân cách. Vụ việc làm hơn chục hành khách trên xe một phen thót tim, may mắn không có ai bị thương. Tất cả sau đó chuyển qua xe khác để tiếp tục hành trình. Tài xế cho biết bị một chiếc xe taxi giành làn đường nên ông đánh lái tránh va chạm thì xảy ra tai nạn. Nhận tin báo, trạm cảnh sát giao thông Cát Lái có mặt xử lý hiện trường, di dời phương tiện. Sau thời gian đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến người dân, lực lượng cảnh sát giao thông Công an quận Phú Nhuận tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe tự chế, xe ba bốn bánh trên địa bàn quận. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ tuần tra giao thông đã phát hiện và xử lý gần 10 trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi như tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, cơi nới phương tiện sai quy định, xe mù, xe mờ. Các chủ phương tiện không bất ngờ khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý vi phạm, mà đều nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra. Có nhiều lý do dẫn đến việc vi phạm luật giao thông, và hầu hết người vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và xử lý cương quyết, không có vùng cấm, không có loại trừ bất cứ trường hợp nào đối với các hành vi vi phạm về sử dụng xe ba bốn bánh, xe lôi tự chế để vận chuyển hàng hóa. Trong quá trình xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp việc giải thích rõ hơn các quy định của pháp luật, tuyên truyền vận động người dân tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Đây không chỉ là nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho cá nhân mình mà còn cho người khác, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Gần đây, trên thị trường xuất hiện một loại xe mô tô được gọi là cào cào bay, với kích thước nhỏ hơn xe mô tô thông thường nhưng có tốc độ tương đương. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo nguy hiểm từ những chiếc xe tự lắp ráp này. Theo điều tra, những chiếc xe này hầu hết là xe không rõ nguồn gốc xuất xứ, được nhập lậu hoặc tự lắp ráp, độ chế từ các linh kiện phụ tùng không nhãn mác. Với hình dáng độc lạ, kích thước nhỏ gọn nhưng đạt tốc độ cao, chúng đang trở thành thú chơi mới được những người đam mê tốc độ săn tìm.
thậm chí một số người để cho con em còn ở lứa tuổi học sinh chạy xe trên đường, phớt lờ mối nguy hiểm đang rình rập từ việc sử dụng những chiếc xe này. Bởi việc chấp nối các phụ tùng linh kiện trôi nổi sẽ không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình xe lưu thông, gây ô nhiễm và nguy hiểm cho cả người lái và những người khác. Chưa kể kích thước nhỏ, thấp của những phương tiện này làm chúng dễ rơi vào điểm mù của các loại xe lớn. Đó là chưa nói đến ý thức của người chơi, khi lái xe thường có thói quen lạng lách, đánh võng, nẹt bô. Ngay sau đây trong chương trình, Nga và Google số tiền lớn hơn cả GDP toàn thế giới. Cảnh sát hóa trang siêu anh hùng để đi bắt tội phạm. Càng đến sát ngày bầu cử Tổng thống Mỹ thì thị trường đỏ đen ở nước này càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ cũng trở thành nội dung để cá cược rầm rộ. Khác với các kết quả thăm dò ý kiến, các thị trường cá cược gần đây lại nghiêng mạnh về ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Nhiều trong số các nền tảng chuyên cung cấp dịch vụ cá cược được cấp phép như Betfair, Kochi và Polymarket. Vào đầu tháng 10, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Mỹ đã bật đèn xanh cho Kochi cung cấp nền tảng cá cược bầu cử hợp pháp dành riêng cho công dân Mỹ. Với 100 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược, Kochi đứng thứ 7 trong danh sách các ứng dụng miễn phí hàng đầu được tải tính đến sáng ngày 29 tháng 10 theo giờ địa phương. Ngoài ra, gần 2 tỷ đô la đã được đặt cược trên trang Polymarket trong tháng 10. Con số này gấp 4 lần so với tháng 9 và 10 lần so với hồi tháng 4. Về tỷ lệ đặt cược, trong khi các cuộc khảo sát ý kiến truyền thông vẫn cho thấy cuộc đua ngang tài ngang sức giữa hai ứng cử viên đại diện cho hai đảng, các thị trường cá cược gần đây lại nghiêng mạnh về ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, đẩy tỷ lệ thắng của ông lên mức 60% hoặc cao hơn. Tính đến chiều 28 tháng 10, tỷ lệ cược cho chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới ở Polymarket đã lên 66%. Mới đây, chính phủ Nga đã tuyên bố phạt công ty công nghệ Mỹ Google một số tiền lớn không thể phát âm được. Theo đó, số tiền phạt là số 2 và theo sau là 36 con số 0. Hành vi bị phạt là những lần Google chặn các kênh ủng hộ Nga trên YouTube. Nếu xét với quy mô GDP toàn thế giới là hơn 110.000 tỷ đô la Mỹ, thì con số này khổng lồ hơn rất nhiều. Và tất nhiên là lớn hơn giá trị thị trường khoảng 2.000 tỷ đô la của tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, tòa án Nga đã yêu cầu Google khôi phục các kênh trên nền tảng YouTube. Một số kênh trong đó đã bị chặn từ năm 2022. Nếu không sẽ phải đối mặt với các cáo buộc tích lũy với mức phạt tăng gấp đôi mỗi tuần. Liên quan tới vụ việc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông thậm chí còn không thể phát âm con số này, và con số này mang tính biểu tượng. Ông nói thêm rằng Google không nên hạn chế các hoạt động của phía Nga trên nền tảng của mình. Theo truyền thông Nga, giá bơ ở Nga đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2024. Chính phủ Nga cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ giá bơ và có biện pháp cụ thể. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh hôm 25 tháng 10, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo tăng lãi suất tham chiếu lên 21% nhằm kiềm chế giá tiêu dùng đang tăng vượt dự báo. Theo cơ quan thống kê, giá một khối bơ đã tăng lên 25,7% kể từ tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, theo phóng viên Reuters cho biết, giá một khối bơ Brest-Litovska tại Moscow đã tăng 34% kể từ đầu năm. Đúng vậy, bơ đã tăng giá, có lẽ là khoảng 30%. Tôi cũng ít khi mua bơ nên không thể chắc chắn, nhưng đúng là giá có tăng. Theo truyền thông Nga cho biết, nước này có thể sẽ tăng cường nhập khẩu bơ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ấn Độ. Tình trạng thiếu hụt bơ tại Nga được cho là bắt nguồn từ việc gián đoạn chuỗi cung ứng, lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như sản lượng trong nước suy giảm. Đối với lực lượng cảnh sát chống ma túy ở Peru, lễ hội Halloween không chỉ là dịp để vui chơi mà là dịp thuận lợi cho họ tấn công tội phạm. Hóa trang trong trang phục của các siêu anh hùng, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ những người bị cho là thành viên của một băng đảng ma túy ở Lima. Vụ bắt giữ diễn ra tại quận Rimac của thủ đô Lima. Hai đặc vụ đã hóa trang thành hai siêu anh hùng Deadpool và Wolverine, sau đó đột kích vào một tòa nhà và phát hiện ra các gói chất cấm. Có 4 nghi phạm đã bị bắt trong chiến dịch này, được cho là một phần của nhóm tội phạm Las Brujas de la Alameda. Chúng tôi là các chuyên gia ngụy trang. Trong dịp Halloween, chúng tôi sẽ hóa trang và đi ra đường phố phát kẹo cho trẻ em theo đúng lễ hội. Các em biết về một tổ chức tội phạm buôn ma túy. Theo truyền thông địa phương cho hay,
Tổng cộng, nhà chức trách đã thu giữ 54 túi cocaine, 850 gói coca dạng bột nhão và 2.000 soles Peru, tương đương khoảng 530 đô la Mỹ. Một thị trấn ở tây nam bờ biển Bỉ là nơi duy nhất trên thế giới vẫn còn duy trì hoạt động ngư nghiệp độc đáo, đó chính là đánh bắt tôm bằng ngựa. Đây là một nghề truyền thống và được công nhận là di sản phi vật thể của UNESCO và từng tồn tại ở một số quốc gia châu Âu. Vào một ngày nắng đẹp cuối tháng 10, nhóm 5 người ra khơi đánh bắt tôm xám khi triều xuống. Những chiếc giỏ buộc chặt vào hông, những con ngựa lội nước ngập đến cổ áo qua vùng nước biển Bắc, kéo những tấm lưới rộng dọc theo bờ biển. Việc đánh bắt không phải vì lợi nhuận, mà cảnh tượng hiếm có họ mang lại đã trở thành điều thu hút du khách đến thị trấn nhỏ này từ tháng 4 đến tháng 10. Từng được thực hành trên khắp châu Âu, phong tục đánh bắt tôm bằng ngựa đã gần như biến mất, nhưng được một cộng đồng những người đam mê ở Oostenrijke duy trì. Đây là nơi duy nhất trên thế giới vẫn còn đánh bắt tôm bằng ngựa, luôn có rất nhiều người quan tâm vì nó độc đáo. Các nhà sư học giải thích, trước đây người dân nghèo thường cưỡi ngựa đến bờ biển để đánh bắt cá như một cách bổ sung nguồn thực phẩm. Lúc đầu họ kéo lưới bằng tay, sau đó sử dụng la, rồi cuối cùng là ngựa để có thể kéo những vật nặng hơn, lớn hơn nhiều. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự quan tâm của quý vị chính là động lực lớn giúp chúng tôi làm ra những chương trình ngày càng hay hơn. Xin chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và thoải mái bên người thân và gia đình để tái tạo năng lượng cho một tuần mới làm việc hiệu quả. Những thông tin mới, thiết thực và thú vị sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.